tại họp báo thường kỳ tháng 9 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều tối ngày 30 tháng 9, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, ngày 20 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Tố Nhiên, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị bắt cùng tội danh với bà Nhiên còn có ông Dương Đức Việt, sinh năm 1979, chuyên viên cao cấp, Ban Quản lý Đầu tư Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia thuộc EVN và ông Lê Quốc Anh, sinh năm 1984, trưởng phòng phân tích hệ thống Công ty Tư vấn Điện 1. Kết quả điều tra xác định ba người này có quyền tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan hoạch định chính sách, phát triển lưới điện của tập đoàn EVN, lưới điện 500 kV và 220 kV. Vì vậy, bà Nhiên đã hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài liệu bằng cách ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với các ông Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt theo hình thức bán thời gian, có trả lương. Hai đối tượng trên đã cung cấp tài liệu liên quan đến EVN cho bà Nhiên. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.